Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Thành Ezzy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là One Piece song đấu. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Đó chính là cái nguồn động lực giúp mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và hôm nay mình sẽ làm về một cuộc đối đầu, ba nhân vật sẽ đấu với ba nhân vật khác nhau. Đây là comment của bạn Mai Trung Hậu và đã được nhiều like nhất. Và nếu các bạn thấy thích cái cặp đấu nào thì hãy đừng quên là comment xuống phía dưới và mình sẽ xem cái comment nào được nhiều like nhất và mình sẽ làm trong tập kế tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hôm nay mình sẽ đầu tiên là mắt diều hâu, chưa gì là một nhân vật là cực kỳ là mạnh rồi, rất là bá đạo luôn. Thứ hai mình sẽ chọn là Zoro cũng là cực kỳ mạnh, lo thì hơi yếu một chút, phụ thuộc vào cái room. Nhưng mà chúng ta có một là tay kiếm nhất thế giới này. Thứ hai là thuyền phó bằng hải tặc mũ rơm này, cũng như là học trò của tay kiếm trên thế giới. Thứ ba là sẽ có bác sĩ tử thần Lo, từng là một trong thất vũ hải luôn. Và mình sẽ chọn một support trước đi. Đây, ok, mình sẽ chọn là vũ hải tặc. Và sẽ đối đầu cũng rất là thú vị luôn. Đầu tiên sẽ là Luffy, nhân vật chính của bộ truyện này luôn. Thứ hai sẽ là Kid, một trong siêu tân tinh. Ôi trời, nhấn nhầm rồi. Đầu tiên phải chọn Luffy chứ nhỉ. Đây, Luffy. Thứ hai là sẽ chọn là Kid. Và cuối cùng là Ace. Ok, từ mình còn phải chọn là support nữa. Quên đấy, không chọn support là không có dùng được Antil đâu. Chúng ta sẽ chọn thôi. Thì cái cặp đấu này mình thấy nó... thế bên mắt diều hâu thì có vẻ là mạnh hơn một chút so với bên Luffy. Dù sao thì mắt diều hâu cũng là tay kiếm mạnh nhất thế giới mà cũng đấu ngang với một tứ hoàng tóc đỏ mà. Thế thì khá khó cho Luffy luôn. Ta sẽ thử xem liệu rằng team Luffy có thắng được không. hai anh em này. Yes. Thằng Kid này, thằng Kid sắt vụn. Vào đi Luffy. Vào, ấy chà. Đỡ. Ấy chà, ăn đất đấm. Nhơn. Phá giáp. Chiêu tiếp. Đổi người, ôi trời, room. Ai chà, đau. Ai chà, kinh. Ôi, sắt vụn, khi sắt vụn. Room. À, xe vào trong cái vòng rồi. Phá giáp. Mà đây, AC, Ace. Ôi, vào trong cái vòng này, vào trong cái room này thì không ăn được anh đâu. À, lửa. Ôi, nói ra ngoài vòng rồi, phải khôn đấy. Vào đây. Ôi, hết zoom rồi. Tạo zoom. À, hay chà, đau. Vậy cứ cân thôi. Mình hẳn nghe sử dụng ở quách cân cho. Ôi, chà. Ở quách cân. Room. Lấy team Ace rồi. Ô, cũng ở quách cân luôn. Choáng đấy. Ai chà. Vẫn trong room. Một phát. Ấy đã. Luffy. Đổi người. Mắt diều hâu. Chúng ta... Zoro ra đi. Zoro. Nhân. Ôi, thủ. Cuộc đối đầu giữa hai thành viên của băng hải tặc vương. Hay ạ. Hắn bắt đấm rồi. Thấm vậy sao? Phá giáp. À, đau. Đau đấy. Ai chưa vậy? Xong phim rồi. Đổi, ôi trời, không được, không đổi được. Đấy rồi, mắt diều hâu ra rồi. Mắt diều hâu đấy. Chạy đâu.
ấy chứ, đổi đằng kia xuống rồi. Kít ạ. Kít nè. Nhờn. Vào, ấy vào đây. Vào đây không được đâu. Ấy chứ. Vỡ giáp. Căng thẳng vồn. Vào đây. Vỡ giáp. Sóng phim rồi. Một hit, hai hit, tám combo. Ây à, UTI assist rồi. Ai chả khỏe đấy. Ấn tiêu, mình hồi đầy rồi, hay đổi cho nữa rồi. Luffy à. Luffy à, chạy đâu. Mắt Diều Hồ thức tỉnh rồi. Ăn đòn, cái này là sang tóc đỏ ăn còn một đòn còn chết là. What, sồi ôi. Vỡ khán đài luôn. Ai cha. Nhờn, mày nhờn cái thằng kít này. Thằng kít láo. Ai cha, chết rồi. Tao còn Zoro. Úi trời. Vãi thật. Mình không muốn lo rồi. Lo hết sắp hết máu rồi. Trận đấu căng thẳng vườn. Vậy mình còn tí máu lo rồi. Ok, và chúng ta đã giành chiến thắng một trận rất là khó khăn luôn. Không hề đơn giản tí nào cả. Không dễ dàng khi mà thắng được Luffy với Kid kết hợp với Kid kết hợp với Ace. Ok, anh ta sẽ chọn Luffy đi. Luffy chúng ta sẽ chọn Luffy xem nào. Để cho công bằng thì mình vẫn chọn Luffy kia thôi. Luffy bình thường thôi. Đây khá nhiều dạng Luffy luôn. Đây là Luffy phiên bản phim Gold này. Khá là mạnh rồi. Ok, đây nhiều Luffy quá. Luffy Kung Fu này. Luffy trong cái dạng thái này này. Còn Luffy Gear 4 nữa. Chúng ta sẽ chọn cái Gear 4 thì mạnh quá nhờ. Nhưng mà để ấy thì mình sẽ chọn cái Luffy phiên bản phim Gold đi. Cho nó mạnh một chút. Rồi, ok. Kid thì vẫn đấy thôi. Vẫn chỉ có thể chọn được Kid bình thường thôi. A thì không nên chọn cái phiên bản này. Phiên bản này thì quá là khỏe. Có cái chiêu thập tự lửa thì khỏe quá. Mắt Tiểu Hâu này. Tiếp theo là Zoro. Zoro mình nhưng có một phiên bản khác chả. Đây, Zoro Sura khỏe quá nhở. Ok, cứ chọn đi. Không gì phải sao cả. Và lo bác sĩ tử thần. Ok, đấu cái chỗ này nó thông thoáng nhất luôn. Và không ấy, Luffy ở phiên bản phim Gold khá là mạnh luôn. Vào đây để xem mình liệu mình có thắng được không, thắng lại được không. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào kết quả thế nào. Trận đối đầu tiên thì khá là cân bằng luôn. Mình cũng gần thua. May quá lo chén được mấy phát. Ái chà. Đối đầu đấy. Mắt Diều Hồ ở vào đây. Zoro. Nhân. Ái chà. Ái chà, cái chiêu này khó chịu quá. Gomu. Water Ligat. Úi trời ơi. Đổi ngươi. Ôi mình sắp chết rồi. Zoro bá này. Ôi trời ơi. Thằng Zoro bá thế nhỉ. Bá mày bá. Mình vẽ ấy ạ. Không được rồi, không ổn rồi. Kít phải có cái phải hút sắt vụn vào đã. Hút sắt vụn, ôi giời, đang hút sắt vụn thì bị nhã đòn. Vãi UT class rồi, xong phim em rồi. Xong phim rồi, không đổi được cơ, thôi xong rồi.
tất cả trông đợi vào Hỏa Quyền Ace. Hỏa Quyền Ace thì cũng nhận ôi trời ơi, còn Room nữa chứ, cái thằng này. Ôi trời ơi, Unity trên mày Flavor vào đây, né được rồi. Ui dễ vớt rồi. Ui xịt ơi, không ổn lắm. Vào đây thằng kia mày vào đây vỡ giáp chưa. Hỏa trụ đốt đằng sau này xí gan. Không được rồi. Ba thằng đánh một, nhờn mày chết đi. Flavor một thằng rồi, mất ra khỏi cái room. Một cái chưa, nó chưa chết à, vãi nồi thật. Ui xong phim, xong một thằng lo. Zoro ăn tiêu luôn. Zoro không thể nào khinh thường được. Chết rồi, nó đang đập mình. Ăn chọn lửa đi. Trời ơi. Hòa đấy. Úi dồi, ây sang cố gắng. Xong phim. Còn mắt tiểu hồ nữa rồi. Trời ơi, mình gần hết đấy rồi. Hết năng lượng người ra ăn tiêu rồi. Phá giáp, đúng rồi. Ôi Flavor, trời ơi. Ai cha nó đánh ra xa rồi. Nó bắt đầu chơi bẩn rồi. Mình phải dùng cái hỏa. Chết tôi rồi. Hỏa trụ. Ôi trời ơi, có một đoạn nữa, chết rồi, xong rồi. Trời ơi, nó nhanh quá. Trận đấu hai vai một mình ơi, tí là cân lại được ba thằng luôn. Ok, và mình sẽ kết thúc tập hôm nay tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.